Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn 4 mẫu nail trang trí nội cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu. Mẫu đầu tiên Anna chia sẻ sẽ là mẫu hoa nội huyền thoại. Đây là một mẫu trang trí nội chắc chắn bạn phải làm được và đồng thời sử dụng rất nhiều. Đó chính là mẫu hoa mai 5 cánh. Cụ thể là chúng ta sẽ lần lượt đặt các cánh hoa tạo ra hoa 5 cánh nằm trên móng. Đầu tiên là bạn sẽ đặt một cục bột với kích thước tùy ý bạn muốn làm cánh hoa, đặt lên vị trí của móng nơi bạn muốn làm cánh đầu tiên. Sau đó bạn sử dụng mũi cọ kéo phần bột theo dáng tròn này có một chóp nhọn xuống để tạo ra dáng giọt nước, rồi đặt mũi cọ ở phần góc thuận theo chiều của cánh hoa, tán dẹp xuống phần móng để tạo ra một cánh hoa. Và cứ như vậy, lần lượt bạn đặt 5 cánh hoa ở 5 vị trí để tạo ra một hoa 5 cánh. Để có thể đặt được 5 cánh hoa theo dáng vòng tròn xung quanh tạo ra hoa mai 5 cánh thì Anna sẽ khuyến cáo chúng ta sử dụng kỹ thuật hình nhân. Nếu cánh đầu tiên bạn cho là cái đầu, cánh thứ hai bạn cho là tay phải, cánh thứ ba bạn cho là tay trái và đối diện đầu bạn sẽ cho thêm 2 cái chân nữa thì bạn sẽ có được 5 cánh hoa xoay tròn chụm lại ở tâm tạo ra hoa 5 cánh. Đã có xong một hoa 5 cánh rồi thì ở những phần móng còn trống, tùy theo sở thích bạn trang trí, ở đây Anna sẽ tạo thêm các cánh hoa khác nữa để trang trí lấp đầy hết phần móng này. Ngoài việc tạo ra các cánh hoa theo một màu nào đó thì bạn có thể nặng thêm các cánh khác vào đây để tạo sự nổi bật cho hoa. Nặng và tạo xong các cánh hoa cho móng rồi thì bạn sẽ trang trí một ít phụ kiện lên đây, như là cho phần ngọc trai vào đây làm nhụy cho hoa và trang trí thêm một ít đá để lấp lánh cho mẫu móng. Và Anna đã chia sẻ xong mẫu hoa đầu tiên, mẫu hoa mai huyền thoại. Ngoài mẫu móng hoa 5 cánh huyền thoại này ra thì Anna cũng sẽ chia sẻ với chúng ta một mẫu hoa cũng huyền thoại không kém, chính là hoa cúc. Và chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một hoa cúc nằm khuất bên góc trái của móng. Bạn sẽ lấy một cục bột với kích thước tùy ý đặt lên trên móng vị trí bạn muốn làm cánh hoa, rồi kéo tạo ra dáng giọt nước chụm phần góc này vào phía bên tay trái của móng. Vì là cánh hoa cúc nên chúng ta sẽ kéo để cho phần dáng giọt nước này dài hơn cánh hoa mai. Rồi cũng thực hiện các thao tác tán cánh hoa này ra. Ta sẽ tán theo dáng cánh dài, đồng thời răng cưa uốn lượn tùy ý để tạo độ tự nhiên, uyển chuyển. Đã có một cánh rồi thì chúng ta sẽ lần lượt thao tác y như vậy để tạo ra các cánh cho hoa. Đặt thêm một cục bột nữa ở phía bên tay phải theo hướng xoay đều hết cho hoa. Bạn cũng sẽ tán ra một cánh hoa chụm lại ở một tâm với cánh đầu tiên. Và cứ như thế lần lượt tạo ra các cánh hoa nữa. Ở đây sẽ có một lưu ý cho bạn rằng để hoa được uyển chuyển tự nhiên thì bạn nên tán phần gốc của cánh mỏng xuống và dày dần ra phía ngoài đầu của cánh hoa. Tán xong hết các cánh để tạo ra một hoa xoay tròn và nằm phía bên tay trái của móng rồi thì ta bắt đầu tạo độ đẹp mắt cho cánh hoa bằng cách sử dụng một màu bột khác cho vào phần gốc của hoa và kéo nhạt dần ra ngoài để tạo ra độ sâu cho hoa. Và để hoa của chúng ta đẹp mắt hơn thì ta sẽ tạo thêm một tầng cánh nữa để hoa cúc này có 2 tầng cánh. Tầng cánh thứ hai ta sẽ tạo nhỏ hơn và nằm xen giữa các cánh hoa của tầng cánh đầu tiên. Cũng sẽ lần lượt tán ra một cánh hoa nằm ở giữa 2 cánh trước đó. Xong các cánh hoa của tầng cánh bên trong rồi là bạn đã xong phần cánh hoa. Bây giờ ta cũng sẽ trang trí tùy ý lên đây, như là cho một ít đá vào tâm để làm nhụy. Vậy là bạn đã xong một mẫu hoa cúc đơn giản. Đối với hoa cúc thì rất đa dạng cách để bạn có thể phối và trang trí để tạo ra các dáng hoa cúc khác nhau. Ngoài việc xếp ra một hoa cúc nằm khuất bên trái của móng thì bạn có thể đặt vị trí các cánh hoa khác đi thì sẽ ra một hoa cúc khác. Cụ thể là ở đây Anna sẽ chia sẻ với chúng ta một cách đặt hoa cúc theo dáng tự nhiên. Bạn cũng sẽ nặng ra một cánh hoa tùy ý nằm phía trên của móng. Và cũng có thể tô thêm phần đặc sắc cho hoa bằng cách sử dụng một màu khác để tạo ra cánh hoa hai màu.
rồi lần lượt thêm các cánh khác vào đây. Các cánh khác này bạn có thể xếp tùy ý, không cần phải xếp theo dáng vòng tròn, mà bạn có thể xếp chồng các cánh lên nhau, miễn là chỉ cần chụm lại ở một góc để tạo ra nhụy cho hoa. Bạn cứ lần lượt xếp các cánh hoa chồng lên nhau hoặc xen kẽ cánh lớn, cánh nhỏ tùy ý để tạo độ tự nhiên. Đối với thể loại hoa cúc tự nhiên này, bạn có thể xếp bao nhiêu cánh vào vị trí các cánh tùy theo sở thích, tùy theo thẩm mỹ. Ở đây Anna sẽ có một lời khuyên cho chúng ta rằng tùy thuộc vào dáng móng, độ lớn của móng mà bạn sẽ thêm các cánh hoa ôm theo chiều của dáng móng hoặc nằm một vị trí duyên dáng trên móng. Sau khi cho xong hết tất cả các cánh hoa tùy theo sở thích lên đây rồi thì bạn sẽ thêm phần trang trí đá lên mẫu móng. Là bạn đã có được một mẫu móng hoa cúc nhưng theo dáng xếp tự nhiên. Ngoài hai dáng hoa cơ bản là hoa mai và hoa cúc ra, thì đối với các bạn mới cũng cần làm quen với các họa tiết đơn giản khác như là họa tiết nơ. Để có thể tạo ra một nơ trên móng tay thì đầu tiên bạn cũng sẽ tạo ra một dáng cánh. Dáng cánh này có thể là dáng cánh tròn, dáng cánh giọt nước hoặc dáng cánh trái tim. Bạn lần lượt tạo ra dáng cánh trái tim, cụ thể là bạn sẽ tán bên trái và bên phải tròn ra. Rồi sử dụng mũi cọ để đỡ phần ở giữa lên để tạo ra phần nếp gấp của trái tim. Hai trái tim đối nhau là bạn đã có hai cánh nơ. Và bước tiếp theo bạn sẽ thêm phần dây nơ vào đây. Phần dây nơ thì bạn cũng sẽ tạo ra như một dáng cánh giọt nước, nhưng mà dáng hình lá, phần đuôi này bạn sẽ kéo nhọn ra hơn. Lần lượt thao tác để tạo ra hai dây nơ trái phải. Tán xong phần hai dây nơ là bạn đã hoàn tất phần nơ sinh, vô cùng đơn giản và dễ thương. Bước tiếp theo của bạn sẽ là trang trí thêm các phụ kiện nữa là xong. Đến đây là Anna đã chia sẻ xong với bạn 4 mẫu trang trí móng cơ bản dành cho các bạn mới học cỏ nội, cần phải biết và phải làm tốt. Và Anna cũng xin chia sẻ lời khuyên cho các bạn mới học trang trí móng và cụ thể là học cỏ nội như sau. Đối với việc trang trí móng tay, cần sự kiên nhẫn và rèn luyện kiên trì. Có thể lúc ban đầu bạn cảm thấy việc học là rất khó khăn, nhưng hãy kiên nhẫn và cố gắng hơn, thì mỗi lúc bạn sẽ tiến gần hơn với thành công. Nếu bạn thấy video của Anna bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhớ hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới hơn của Anna. Xin chào và hẹn gặp lại!